Hay chào mọi người. Đây là cây cam mình trồng được 1 năm rưỡi cả nhà. À, cây quýt chứ, nhầm, sorry. Cây quýt này là được 1 năm rưỡi. Vừa rồi là đã cho được cũng hơn 10 trái. Gốc thì vẫn chưa to ha. Gốc thì mới nhỏ nhỏ thôi. Một nửa cẳng tay thôi. Cây quýt này mình trồng là cái cây gọi là hàng hàng thải, là hàng hàng thải, hàng loại, hàng tạp, hàng dạt, những cái là những cái cây mà khách hàng họ lựa xong xuôi hết rồi, họ chán rồi, có những cây nó rụng hết lá rồi thì mình tiến hành mình trồng. Là như những cây như thế này anh em này. Đây là những cái cây điển hình đây. Rất là xấu luôn. Cả nhà thấy không? Rất là xấu luôn. Thì những cái cây này mình không đem ra ngoài kia để mình bán cho mọi người nữa, mà mình sẽ tiến hành mình gom vào ở trong và sau đó là mình sẽ đi trồng cho chính mình. Và hiện tại là gần như là cuối mùa mưa rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ đi trồng, tại vì nếu mà không đi trồng thì sẽ rất là uổng. Còn nếu mà sang bì thì mình không có bãi để mà để cây cối, vì cái diện tích đất của mình nó rất là hẹp, chỉ có 2 sào rưỡi thôi, trong khi đó lại là trồng cây cối này kia, rồi vườn ươm, rồi công trình đó, anh em thấy á. Thì cây này mình sẽ tiến hành mình đi trồng, mà có một cái điểm rất là thú vị ở những anh em làm vườn ươm là không phải tất cả, nhưng mà đại đa số, hầu như những anh em làm vườn ươm á, làm vườn ươm cây giống á, thì cái cây trồng của họ ở vườn á, nó có 2 cái nghịch lý sau. Một, những cái cây đẹp thì ít khi họ đem đi trồng, họ toàn đi trồng những cái cây mà cây dạt rồi á, điển hình như mình đây, cây dạt như thế này, mặc dầu rất là muốn trồng từ đầu mùa mưa nhưng mà ít khi anh em đi trồng, toàn đi trồng những cây dạt. Và cái thứ hai nữa là cây trồng của đa phần anh em làm vườn ươm nó rất là xấu, gọi là vườn của anh em rất là xấu, chỉ một phần nhỏ thôi là anh em chú tâm thì cái vườn của anh em, là cây trồng ở vườn của anh em nó sẽ đẹp. Nó không phải là nhiều, cái con số đấy không phải là nhiều, chẳng hiểu vì sao, nhưng mà chơi với những anh em mà làm vườn ươm thì đại đa số mình để ý là anh em đều như vậy cả. Thì những cái cây như vậy thì mình sẽ tiến hành mình đem đi trồng, và sau một thời gian, điển hình như cây này thì được 1 năm rưỡi thì nó cũng ổn rồi, cũng cho trái này kia. Còn nếu như mà mình không trồng á, mình một là mình sang bì, mình chăm lại cho cây nó đẹp, còn nếu không là phải bỏ,
nó rất là uổng luôn. Trong khi đó là cái diện tích đất trong rẫy thì mình có thể trồng được thì mình sẽ tận dụng để mình trồng ha, chứ không việc gì mình phải lãng phí cây. Nó lên được cây nào thì hay cây nấy. Bởi vì cái năm đầu tiên thì có thể là mình không cần phải chăm sóc quá nhiều. Mình chỉ cần tưới tắm thôi, rồi bỏ ít phân thôi. Mà những cái cây nào mà ví dụ như tới mùa mưa sang năm, đầu mùa mưa sang năm, để những cái cây nào mà nó lên tốt thì mình sẽ tiến hành mình chăm mạnh và mình thu quả. Còn những cây nào mà nó yếu, cảm thấy không ổn thì mình loại ra, mình thay dần những cái cây khác. Có thể là cách làm đấy là nó ổn định cái vườn thì nó hơi khá lâu, nhưng bù lại là cái việc lãng phí nó sẽ được giảm một cách tối đa. Thì đó là cách đó là cái tâm sự của mình và cái cách làm của mình. Cho nên là nếu mà anh em thấy cái vườn của mình mà nó khập khiễng thì đó là điều hết sức hiển nhiên đối với mình. Cây một năm rưỡi. Nếu như mà chúng ta trồng cái cây này mà 1,5 năm mà chúng ta lựa những cây đẹp mà chúng ta trồng từ đầu á, thì cây nó sẽ phát triển rất là đẹp và nó phải gấp đôi cây này, thậm chí là gấp ba, tán nó rất là xum xuê luôn. Nhưng mà như cây của mình thì mình nó từ đầu trên đó, ở trên rồi, thì cho nên là cây nó sẽ không được đẹp. Mà như cây này thì dĩ nhiên là mình sẽ từ giờ là mình sẽ để chăm sóc nó sẽ kỹ hơn, bởi vì nó đã lên được như thế này rồi. Sẽ không có tình trạng gọi là lãng phí. Ok, bây giờ mình xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Kính chúc anh em sức khỏe.